bạn có thấy điều gì vô lý trong mộc đế 4 không? Đối với tôi, một trong những điều vô lý nhất của mộc đế 4 chính là cách tính độ hao mòn của vũ khí. Đầu tiên, bạn hãy chú ý xem món rìu sắt của anh chàng Lex này còn sử dụng được 49 lần nữa. Bây giờ thử cho anh ta đánh trùng rồi quan sát độ hao mòn của cây rìu sắt này. Tên trùm đã bật skill lá chắn khiến đòn tấn công của Lex như đánh vào bức tường. Kỳ lạ thay, sau cú đánh vào bức tường thì cây rìu sắt của Lex vẫn không sứt mẻ tí nào. Nó vẫn còn sử dụng được 49 lần nữa. Điều này quả là vô lý phải không? Tôi sẽ chỉ cho bạn biết cách thay đổi cách tính toán bất hợp lý này. Để rồi khi đòn đánh trúng bức tường lá chắn của địch thì vũ khí vẫn phải hao mòn như khi đánh trúng địch. Trước hết ta cần tìm địa chỉ Upgram quản lý giá trị độ bền của vũ khí. Độ bền của cây rìu sắt bây giờ đang là 49 lần trong số thập phân. Ta cần chuyển đổi nó sang dạng số thập lục. Như bạn thấy, số thập phân 49 tương đương với số thập lục 31. Bây giờ, hãy bật công cụ tìm kiếm trong memory của debugger lên. Và rồi tìm xem địa chỉ Upgram nào đang có giá trị là số thập lục 31. Bảng bên tay trái thể hiện các địa chỉ Upgram có giá trị mà ta đã chỉ định ngay tại thời điểm mà CPU bắt đầu tìm kiếm. Những giá trị này có thể biến đổi theo thời gian. Bây giờ ta cho Lex tấn công một tên lính quèn để bảo đảm rằng đòn đánh đó trúng địch khiến cho vũ khí hao mòn đi. Như bạn thấy đó, sau khi đánh trúng tên lính thì cây rìu sắt của Lex đã giảm một độ bền, chỉ còn 48 lần sử dụng. Bạn có thể thấy là số thập phân 48 tương đương với số thập lục 30. Bây giờ ta quay lại công cụ dò tìm memory của debugger. Rồi tìm xem địa chỉ Upgram nào có giá trị giảm đi so với giá trị 31 mà ta đã tìm trước đó. Chú ý là bảng bên tay phải của công cụ này là nơi đặt các điều kiện tìm kiếm. Hãy nhìn lên góc trên bên trái của công cụ này, ta có thể thấy địa chỉ Upgram 3F00 có giá trị thập lục 30. Trước khi Lex tấn công thì nó từng có giá trị là 31. Điều này cho thấy có vẻ như 3F00 là địa chỉ quản lý giá trị độ bền của cây rìu sắt này. Để kiểm chứng, ta cho Lex đánh tên lính lần nữa để độ bền của cây rìu sắt giảm xuống và rồi quan sát sự thay đổi giá trị ở địa chỉ 3F00. Bạn có thể thấy ngay lúc này, sau đòn tấn công thì công cụ dò tìm memory thể hiện địa chỉ Upgram 3F00 có giá trị là 2F tương đương với số 47 trong hệ số thập phân. Và 47 cũng chính là độ bền của cây rìu sắt sau khi Lex đánh trúng tên lính lần nữa. Không nghi ngờ gì nữa, 3F00 chính là địa chỉ RAM quản lý giá trị độ bền của cây rìu sắt này. Địa chỉ Upgram của máy Sufami bắt đầu từ banh 7E cho nên nếu viết đầy đủ thì địa chỉ Upgram 3F00 chính là 7E3F00. Bây giờ ta di chuyển tới địa chỉ 7E3F00 này. Thử thay đổi giá trị của nó rồi quan sát xem độ bền của cây rìu sắt biến đổi như thế nào. Bạn đã thấy được giá trị độ bền của cây rìu sắt thay đổi tương ứng với giá trị của địa chỉ 7E3F00 chưa? Ta sẽ đặt Ride Breakpoint ở địa chỉ 7E3F00 trong debugger để xác định xem khi nào thì giá trị độ bền của vũ khí được ghi vào địa chỉ này. Sau khi đặt Ride Breakpoint ở địa chỉ này thì ta cho Lex tấn công tên lính lần nữa. Dĩ nhiên là độ bền sẽ giảm xuống và giá trị độ bền sẽ được ghi vào địa chỉ Upgram 7E3F00. Và lúc này CPU sẽ dừng lại thông báo cho ta biết dòng lệnh nào ghi giá trị vào địa chỉ này. Đây, bạn có thể thấy là CPU đã dừng lại, cho thấy dòng lệnh ghi giá trị mới của độ bền vào địa chỉ RAM 7E3F00. Bạn thấy không, giá trị thập lục 31 đã giảm xuống 30, tương đương với số thập phân 48. Giá trị này giảm trước khi đoạn hoạt cảnh chiến đấu diễn ra.
Điều này có nghĩa là mọi tính toán trong mộc đế 4 đều diễn ra trước trận đấu chứ không xảy ra trong thời gian thực ngay trong trận đấu. Cảnh chiến đấu sau đó thực chất chỉ là diễn lại những kết quả đã được tính toán trước đó mà thôi. Bây giờ ta xem routine ghi giá trị độ bền vào RAM. Giá trị độ bền được ghi vào RAM qua dòng lệnh ở địa chỉ 87E112, và dòng lệnh này thuộc một routine bắt đầu tại địa chỉ 87E0FD. Routine 87E0FD lại là routine con của routine mẹ ở địa chỉ 84A87E. Bây giờ ta đặt một breakpoint thi hành lệnh ở địa chỉ 84A87E rồi quan sát xem CPU phân nhánh ra sao trong trường hợp địch bật skill lá chắn và trường hợp địch không bật skill này. Đầu tiên là thử với trường hợp tên trùm bật skill lá chắn khiến đòn đánh của Lex trở nên vô hiệu. CPU đã dừng xử lý ở địa chỉ 84A87E. Bằng cách step over qua các lệnh, ta khiến CPU thi hành từng dòng lệnh nhưng không đi chi tiết vào từng routine con. Lưu ý là CPU vẫn thực hiện đầy đủ các routine con. Nhưng nó chỉ không hiển thị các lệnh ở những routine đó mà thôi. Và bạn có thể thấy là trong trường hợp tên trùm bật skill lá chắn, giá trị độ bền vũ khí ở địa chỉ 7E3F00 chẳng hề thay đổi. Tiếp theo là thử với tình huống đối thủ không bật skill lá chắn. Bây giờ ta vừa step over qua các routine con vừa quan sát xem khi nào thì giá trị độ bền của vũ khí thay đổi. Đây, kết quả giống như lúc đầu ta đã tìm được. Giá trị độ bền của vũ khí thay đổi sau khi CPU xử lý xong routine 87E0FD. Bây giờ ta thử với tình huống bên địch bật skill lá chắn, và CPU sẽ dừng ở routine mẹ 84A87E. Và bạn có thể thấy, sau khi CPU thi hành lệnh ở địa chỉ 84A889 thì nó thoát khỏi routine mẹ, bỏ qua routine con 87E0FD để cập nhật giá trị độ bền mới cho vũ khí. Khi đã nắm được cách mà CPU ghi giá trị độ bền của vũ khí vào RAM thì việc còn lại hết sức đơn giản. Tiếp theo đó ta sẽ viết thêm code để CPU cập nhật giá trị độ bền của vũ khí vào RAM trong tình huống bên địch bật skill lá chắn. Ta đã biết routine mẹ 84A87E là nơi chứa routine con ghi giá trị độ bền vũ khí vào RAM. Và tùy tình huống mà có sự rẽ nhánh. Do vậy, ở đây ta sẽ viết thêm code giảm độ bền của vũ khí ở phân nhánh khi bên địch bật skill lá chắn. Ta bắt đầu tại một địa chỉ bất kỳ thuộc routine mẹ này miễn là địa chỉ này thỏa mãn điều kiện là trước khi CPU rẽ nhánh tùy vào tình huống. Ở đây tôi chọn bắt đầu ở địa chỉ 84A882. Địa chỉ này cũng thuộc routine mẹ và nằm trước đoạn phân nhánh. Và rồi ta nhảy tới một địa chỉ trống bất kỳ trong ROM, tại đây ta bắt đầu chèn thêm code mới.
Trước hết, ta lặp lại routine con trước đoạn phân nhánh. Đây là vị trí bắt đầu rẽ nhánh. Ta sẽ chèn thêm cốt giảm độ bền của vũ khí một đơn vị trong tình huống bên địch bật skill lá chắn. Đây là phân nhánh khi bên địch không bật skill lá chắn, ta không cần phải làm gì nên ở đây sẽ buộc dòng chảy của CPU quay về địa chỉ cũ để nó thực hiện những routine vốn có. Trong đó có routine giảm độ bền của vũ khí. Còn đây là phân nhánh khi bên địch bật skill lá chắn. Theo nguyên bản thì CPU sẽ bỏ qua routine giảm độ bền của vũ khí rồi thoát khỏi routine mẹ. Do đó ở đây ta sẽ cưỡng chế nó giảm độ bền của vũ khí trước khi thoát khỏi routine mẹ. Và rồi ở đây ta lặp lại những dòng cốt vốn có để CPU thoát khỏi routine mẹ. Việc tiếp theo là kiểm chứng xem đoạn code ta vừa viết có hoạt động hay không. Compile code assembly ta vừa viết thành mã máy bằng một cú click chuột. Reset debugger rồi load lại đoạn state lúc nãy. Để ý xem độ bền của cây rìu sắt đang là 49, hãy quan sát xem sau trận đấu, khi tên trùm bật skill lá chắn thì độ bền có giảm xuống 48 không nhé. Bạn có thể thấy là giá trị độ bền của cây rìu sắt vừa giảm đi phải không? Đúng thật, nó đã giảm từ 49 xuống 48 rồi. Tiếp theo ta sẽ thử với tình huống khi Lex đánh trúng tên trùm và hắn không bật skill lá chắn để xem độ bền của vũ khí thay đổi như thế nào. Ồ, độ bền của rìu sắt đang là 48, sau khi Lex đánh trúng một phát thì đáng lẽ độ bền của nó giảm còn 47, nhưng mà ở đây lại còn 46. Vậy chứng tỏ trong phân nhánh khi địch không kích hoạt skill lá chắn thì CPU đã lặp lại hai lần đoạn code mà ta vừa thêm vào. Đây là lỗi không mong muốn, và để khắc phục nó thì ta cần đặt thêm điều kiện cho đoạn code vừa rồi. Sao cho đoạn code ta thêm vào chỉ được thi hành duy nhất trong trường hợp bên địch bật skill lá chắn? Có khá nhiều cách, ở đây ta chọn một vùng RAM trống bất kỳ để làm vùng đệm. Quan sát xem CPU có đọc từ hay ghi vào địa chỉ RAM đó trong một khoảng thời gian để đảm bảo đó là vùng RAM trống. Sau khi quan sát thì thấy địa chỉ RAM 03F0 đang trống nên ta sẽ đặt thêm điều kiện ở đây. Nếu giá trị ở địa chỉ này đang là 0 thì sẽ copy giá trị của độ bền vũ khí vào đây. Sau đó sẽ so sánh giá trị độ bền hiện tại với giá trị trong vùng đệm để quyết định xem có cưỡng chế giảm độ bền của vũ khí hay không.
Hưng, có vẻ như vừa rồi ta đặt logic không đúng khiến cho độ bền của rìu sắt giảm đi 2 đơn vị. Giờ ta đặt lại logic rồi tiếp tục kiểm chứng. Có vẻ như ổn rồi. Sau khi Lex đánh trúng địch một phát thì độ bền của rìu sắt chỉ giảm đi một đúng như nguyên bản. Còn bây giờ ta thử kiểm chứng xem khi bên địch bật skill lá chắn thì độ bền của rìu có giảm xuống không nhé. Vậy là thành công rồi. Mặc dù tên trùm đã bật skill lá chắn, theo nguyên bản thì cây rìu của Lex không bị hao mòn, nhưng sau đoạn cốt ta vừa thêm thì độ bền của rìu đã giảm đi một đơn vị. Video hôm nay tới đây là hết. Ta xin tạm biệt quý bạn và hẹn gặp lại ở video sau.